đang yêu. Ôi chiếc răng làm sao thế này, lung lay mất rồi. Hãy giúp em thấy rất sợ, phải làm sao bây giờ? Em và anh có cách này, chị nhìn xem mình cùng nhau làm. Mau lại đây với chúng em nào, mình cùng nhau chiếc răng. Chiếc răng. Ôi không được, mình phải làm sao giờ? Ôi chiếc răng làm sao thế này, lung lay mất rồi. Hãy giúp em thấy rất sợ, phải làm sao bây giờ? Em và anh có cách này, chị nhìn xem mình cùng nhau làm. Mau lại đây với chúng chiếc răng. Em đừng lo nhé, nhanh thôi mà. Một, hai, nhổ chiếc răng. Ôi không được, mình phải làm sao giờ? Ôi chiếc răng, làm sao thế này, lung lay mất rồi. Hãy giúp con thấy rất sợ, phải làm sao bây giờ? Ăn nhiều rau với trái cây. Hãy cùng đi khám phá ở bên trong, sẽ thật vui.
vui khi chơi cùng bên nhau. Chúng mình là những vị hành gia đây. Cùng nhau ta đi, cùng nhau khám phá nào. Con yêu, hãy đi chậm lại. Các vị hành gia chờ chúng tôi với. Con rất thích du hành vũ trụ, muốn trở thành những vị hành gia. Nhiệm vụ tiếp theo nhé các vị hành gia tí hon. Các cháu đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ! Bác sĩ sẽ giúp con tốt hơn. Bạn nhỏ tiếp theo, Sophie. Vào trong thôi, bé ngoan ơi. Bác sĩ kiểm tra đừng lo. Chẳng hề đau đâu, phòng khám kia sẽ rất thú vị. Đây chính là máy chụp để bác sĩ thấy vết thương. Hãy đứng vào đây nào, em bé à. Đu đu dũng cảm lắm, làm được rồi nhé. Dũng cảm lắm, con rất tuyệt. Giỏi lắm Sophie. Con có thể chọn bất cứ thứ gì con thích. Cái này ạ. Yay. Giờ đến lượt Jacob. Vào trong thôi, bé ngoan ơi. Bác sĩ kiểm tra đừng lo. Chẳng hề đau đâu, phòng khám đây sẽ rất thú vị. Nắng xong mình đo chiều cao nữa nha. Hãy đứng vào đây nào, đo xong mình chơi bé à. Đu đu dũng cảm lắm, làm được rồi nhé. Đu đu dũng cảm lắm, con rất tuyệt. Con thật dũng cảm Jacob. Con có muốn lấy đồ chơi không? Sẽ tải ạ. Anita, đến lượt rồi. Vào trong thôi, bé ngoan ơi. Bác sĩ kiểm tra đừng lo. Chẳng hề đau đâu, phòng khám đây sẽ rất thú vị. Bác sĩ ơi, kiểm tra này, đo nhịp tim của mình. Bé hãy ngồi ngoan nào, đo xong mình chơi bé à. Đu đu dũng cảm lắm, làm được rồi nhé. Đu đu dũng cảm lắm, con rất trái tim khỏe mạnh. Chọn một thứ đi nào. Chim cánh cụt đáng yêu. Đến lượt con rồi, Charlie. Vào trong thôi, bé ngoan ơi. Bác sĩ kiểm tra đừng lo. Chẳng hề đau đâu, phòng khám đây sẽ rất thú vị. Bôi thuốc vào vết thương này để nhanh khỏi đau bé à. Không hề đau chút nào. Đu đu dũng cảm lắm, làm được rồi nhé. Đu đu dũng cảm lắm, con rất tuyệt. Tốt lắm. Con là một cậu bé dũng cảm. Giờ con hãy chọn đồ chơi mà mình thích đi. Wow,
Robot ạ. Và giờ đến lượt bé John rồi. Ôi bé yêu, bác sĩ sẽ giúp con tốt hơn. Vào trong thôi, bé ngoan ơi, bác sĩ kiểm tra đừng lo. Chẳng hề đau đâu, phòng khám đây sẽ rất thú vị. Bé đã bị sốt rồi, mình nên uống thuốc ngay. Sẽ dễ chịu hơn nhiều, em bé à. Đút đút dũng cảm lắm, làm được rồi nhé. Đút đút dũng cảm lắm, con rất tuyệt. Bé John, con là một bệnh nhân tuyệt vời. Con hãy chọn một món đồ chơi mà con thích đi nào. Con yêu, con đã khỏe hơn nhiều rồi. Chưa thấy hết đâu. Wow, chuyện gì thế nhỉ? Nó tuyệt quá. Hãy nhìn chiếc máy trộn thần kỳ đây. Kem mát lạnh mời bạn ăn đi nhé. Kem có vị ngọt thơm ngon lắm. Cherry cùng mâm xôi và chuối. Tuyệt lắm những que kem cầu vồng. Thịt dưa, các bạn có thịt việt quất, cam ngọt, tươi ngon nữa, nhiều vị trái cây rất tuyệt này. Chúng mình rất thích dưa, chúng mình rất thích việt quất, cam ngọt, ôi ngon lắm, nhiều vị trái cây rất tuyệt này.
đây nào bé John. Bắt được rồi nhé. Đừng đùa nghịch nữa bé yêu à, đã đến lúc ta đi ngủ. Đừng đùa nghịch nữa bé yêu à, hãy nghe lời em ơi. Mình cần mặc pyjama, pyjama, pyjama. Chị và mẹ sẽ giúp em mặc thay đồ nào em. À, nó đây rồi. Nhìn này bé John, bộ pyjama khủng long mới này. Tuyệt, mặc vào con sẽ thành khủng long thật ngầu nha. Cần sò chân trước con à, xong ta cho tay vào. Giờ mình đổi chiếc mũ nào, con chính là khủng long. Giờ chúng ta phải đánh răng nhé, bé John. Đầu tiên, khủng long cần đi đánh răng. Bạn sẽ tham gia với chúng tôi chứ? Bạn khủng long rất nghe lời. Em ơi, hãy xem này, mình cùng nhau đánh răng nào, răng sẽ khỏe mạnh hơn. Bạn khủng long bé nhỏ, hãy mau đánh răng nào, chải sạch răng nhé em à, răng sẽ khỏe mạnh hơn. Chúng ta đọc truyện trước khi đi ngủ. Là câu chuyện khủng long. Bạn khủng long bé nhỏ đang chơi vui bên ba mẹ. Nhìn trời đã rất khuya rồi, khủng long đi ngủ thật ngoan. Bạn khủng long bé nhỏ vui chơi đã rất mệt. Bạn khủng long bé nhỏ đi ngủ thật ngoan. Nước mắt này đi ngay nào, chúng ta muốn được vui cả ngày.
ta gần đến nơi rồi các con ơi. Yeah. Con không đi nữa đâu. Ôi, con yêu. Nước mắt này thì ngày nào, hôm nay mình muốn chơi đùa. Nước mắt này đi ngày nào, chúng ta muốn được vui cả ngày. Con à đừng khóc nhé, ta sẽ cùng với nhau chơi đùa. Con à đừng khóc nhé, đã có ba mẹ và anh chị mà. Cảm thấy ấm hơn chưa? Rồi ạ. Milly cũng ấm rồi. Mẹ ngửi thấy mùi bánh nướng. Đừng nên chạm vào. Đợi một chút nha. Cẩn thận nhé con. Lò nướng rất nóng. Mình dùng robot kiểm tra nhiệt độ. Rất nóng đây. Mình không được chạm. Bánh nướng xong rồi đây. Yay! Nhưng chờ chút nhé, vì chúng đang rất nóng ạ. Chính xác. Cho thêm kem mát lạnh lên bánh. Cảm ơn ba. Willy, cậu thật là tuyệt. Quăng chiếc dây câu này ra xa, các kia đã cần
Các con, wow, các con đang muốn làm gì vậy? Ba có thể giúp không? Chạm rửa xe của chúng ta. Mình hãy bắt đầu nhé con, chạm rửa xe đã sẵn sàng, cùng đi qua nhé các con, nơi thật tuyệt phải không? Những chiếc xe cần rửa sạch sẽ luôn nhé con yêu à. Cảm ơn ba thật nhiều nha, chạm rửa xe tuyệt quá đi. Đầu tiên chúng ta cần làm sạch kính chắn gió, lấy nước và rửa sạch hết vết bẩn nào. Cho con xem cách tạo bong bóng bằng bọt biển. Nhúng bọt biển vào xà phòng rồi cha cha cha. Làm cùng nhau nhé, rồi nước ngay bọn mình lau hết về bàn. Thật là vui khi chúng ta cùng rửa sạch xe ô tô. Phòng rửa sạch sẽ cho chiếc xe của mình. Xoa, xoa rồi tra thật kỹ, rửa xe tuyệt quá đi. Chúng ta phải xả nước cho hết xà phòng trước rồi mới lau cố xe. Rửa sạch cả các lỗ nhỏ trên xe nữa. Rửa, rửa, rửa. Sẵn sàng nhé con, mình cùng nhau xây xe này. Thật là vui khi chúng ta cùng rửa sạch xe ô tô. Xe bé xinh này đi qua nhé, ba sẽ xây khô nào. Cảm ơn ba thật nhiều nha, chạm rửa xe tuyệt quá đi. Nếu xe vẫn còn nước, chúng ta cần lấy khăn lau lại cho thật khô. Lau lau lau, xe sẽ khô. Có khách đang đợi kìa.
tuyệt vời. Người chiến thắng nhỏ của mẹ. Hãy nhớ, đèn đỏ nghĩa là dừng lại. Con sẵn sàng chưa? Rồi ạ. Màu đỏ dừng lại nào. Du 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 du. Đèn đỏ ta hãy dừng lại. Làm lại nhé con yêu. Màu đỏ dừng lại nào. Du 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 du. Đèn đỏ ta hãy dừng lại. Đèn xanh có nghĩa là đi tiếp. Đu 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 đèn xanh đi 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 đèn màu xanh đi tiếp nào theo ba nào đu 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 đèn xanh đi 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 đèn màu xanh đi tiếp nào. Con có nghĩ mình có thể làm được không? Màu đỏ dừng lại nào. Du 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 du. Đèn đỏ ta hãy dừng lại. Màu đỏ dừng lại nào. Du 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 du. Đèn đỏ ta hãy dừng lại. Khi dừng lại, chúng ta cần đợi một chút. Du 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 du. Đèn xanh đi 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 đi. Đèn màu xanh đi tiếp nào. Con đã hiểu rồi đó. Du 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 du. Đèn xanh đi 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 đi. Đèn màu xanh đi tiếp nào. Là nó kìa, con gần đến nơi rồi. Cẩn thận con yêu. Màu đỏ dừng lại nào. Du 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 du. Đèn đỏ ta hãy dừng lại. Đèn xanh kìa, mình đi tiếp thôi. Chú ý nha, đèn đỏ dừng lại. Giỏi lắm con yêu. Đèn xanh kìa, mình đi tiếp thôi. Chú ý nha, đèn đỏ dừng lại. Ngon quá. Đừng quên Frosty nhá. Trước tiên, con cần đảm bảo rằng mình biết ai đang gõ cửa. Cộc cộc, ai gõ cửa, mình cùng xem nhé. Cộc cộc, mẹ đã về. Là mẹ đấy ạ. Đó chính là mẹ. Mẹ có biết mật mã không? Mật mã đây. Cộc 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 cộc. Cộc 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 cộc. Cộc 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 cộc. Con ơi, mẹ đã về. Chào con yêu, con hãy luôn nhớ không được mở cửa cho người lạ nhé. Để mẹ giúp con. Có ai ở ngoài cửa mẹ ạ? Cộc cộc, ai gõ cửa, mình cùng xem nhé. Tôi là người giữ trẻ. Chúng ta biết cô ấy. Cô ấy bên ngoài, bạn có biết mật mã không? Cậu bé đáng yêu. Đáng xem cô mang quà gì cho cháu nào. Ôi không. Cộc cộc, ai gõ cửa, mình cùng xem nhé. Cộc cộc, ba đã về. Là ba đấy ạ. Con thấy ba rồi. Vậy ba biết mật mã không? Mật mã đây. Cốc 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 cốc. Ba đã về. Con yêu, con hãy luôn nhớ không được mở cửa cho người lạ nhé. Giỏi lắm con yêu. Ba đỡ được con rồi. Cốc cốc, ai có
Xem ai ở ngoài nào. Cầm cầm, ai có được mì thì cầm xem nhé. Tôi mang quà đến tặng. Xin chào mọi người, Giáng sinh vui vẻ nhé. Ta đến tìm Jack, Jin và bé John. Ông già Noel. Ta biết cháu chính là một đứa bé ngoan. Đây là quà cho cháu. Ôi, nó thật là ngầu. Con rất thích món quà này. Giáng sinh vui vẻ. Này bé John, ba có bất ngờ cho con đây. Là một đoàn tàu mới. Đoàn tàu nhiều màu sắc xinh đẹp, con yêu ơi hãy xem này. Đoàn tàu nhiều màu sắc xinh đẹp, lắp ghép cùng ba con ơi. Được rồi con yêu, xem chuyến tàu này hoạt động thế nào nhé. Chúng ta hãy học một số màu sắc nhé. Màu đỏ ở đâu hãy đi tìm, con yêu ơi hãy đi tìm. Mình cùng suy nghĩ ngay nào, xem màu đỏ ở đâu. Con đang làm rất tốt bé John. Nó kìa, con xem có phải màu đỏ không? Hey, ai đã lấy bóng đỏ của mình rồi? Tốt lắm bé John, con đã tìm thấy bóng màu đỏ. Nhìn kìa, qua bóng đỏ đang đi trên chuyến tàu. Xe ô tô, chiếc máy bắn chật đều có màu đỏ tươi. Bây giờ con hãy đi tìm những thứ có màu xanh lá cây nhé. Tuyệt vời, toa tàu màu xanh lá kìa. Kìa màu xanh lá cây này đang đi trên chuyến tàu. Chỉ màu cùng với khối xếp hình đều có màu xanh đây. Vậy còn những đồ vật màu vàng thì sao? Làm tốt lắm, giờ chúng ta có toa tàu màu vàng. Nhìn kìa, chiếc bát vàng đang đi trên chuyến tàu. Đồ chơi và những chiếc gối này đều có màu vàng tươi. Còn màu tím thì sao? Ồ, con đã tìm thấy màu tím rồi này. Kia là toa tàu màu tím kìa. Dây nhỏ màu tím đây rồi, đang đi trên chuyến tàu. Bạch tuộc và viên bi đều màu tím này con yêu. Đợi một chút. Đó là bóng đỏ của anh phải không? Kia có phải cái thìa xanh lá của mẹ không? Này, đó là dây tím của chị. Tìm màu xanh dương nào, em yêu ơi, mau đi tìm. Mình cùng nhau nghĩ xem nào, màu xanh dương ở đâu. Nhìn kìa, chiếc mũ rất đẹp, đang đi trên chuyến tàu. Và